Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Xe Máy Nhập Khẩu. Mình là Thùy Trang và hiện tại Trang đang ở cửa hàng xe máy Hà Đông 4 tại địa chỉ 1361 tỉnh lộ 43, phường Bình Triệu, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Hôm nay Trang sẽ giới thiệu cho các bạn cập nhật giá cho các bạn dòng xe Espero Diamond. Espero thì hiện tại nó là không còn xa lạ với các bạn nữa, và nhất là những cái bạn trẻ học cấp 3 thì hiện tại dòng xe này được các bạn cực kỳ yêu chuộng luôn. Nó này Espero này, Neosima này và Venus, đúng không, là ba dòng mà Trang thấy là bán chạy nhất, nhưng mà đỉnh nhất vẫn là em này ha. Espero của chúng ta thì sẽ có hai dòng, đó là Espero Diamond và Espero Classic. Thì Diamond nó sẽ là bóng đèn vuông như vậy và Classic nó sẽ là bóng đèn tròn. Thì chiếc xe này của chúng ta có điểm gì mà thu hút đến như vậy? Đầu tiên phải kể đến đây là một dòng xe 50 phân khối. Tất cả các bạn đều có thể di chuyển và không bị công an bắt, không bị công an phạt. Tại vì các bạn chỉ từ 15 tuổi đổ lên là đã có thể sử dụng dòng xe điện, xe máy này rồi ha. Dòng xe của chúng ta thì nó là thuộc của nhà Ditec, được sản xuất từ nhà Ditec, là một trong những cái hãng xe trước đây là nó đã sản xuất theo về công nghệ của xe máy và xe 50 rồi chuyên luôn nha các bạn. Đó, đây là đèn của nó, đây là đèn cụm đèn của nó. Thì hiện tại là xe này đang được trang bị một hệ thống đèn LED rồi, full LED luôn. Ở đây là đèn tín hiệu đó, đây là tín hiệu, còn đây là xi nhan hai bên. Xi nhan khi tôi mở thì nó có kêu tít 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 luôn nha các bạn. Đó, xe của mình thì nó đang sử dụng là thắng đĩa trước sau luôn. Right. Về cái thiết kế thì các bạn đã thấy là nó như một chiếc Vespa thu nhỏ, rất là đẹp luôn. Còn ở phía và rất là nhẹ nha, xe này của chúng ta là chưa có tới 100kg đâu, xe này của nó là chỉ tầm khoảng 90 hoặc là 90kg đổ lại thôi. Xe này thì dành cho các bạn học sinh, nên là chiếc xe của chúng ta không có loại bỏ công tắc đèn, vẫn đang giữ công tắc đèn cho các bạn để các bạn có thể di chuyển mở tắt công tắc đèn, không có giống như là những cái dòng 110 phân khối đã loại bỏ công tắc đèn ha. Đây là cái nút đề cho mình nè, đó, còn đây là nút đề công tắc đèn, và nút này là giống như là dạng xi nhan xin đường tín hiệu khẩn cấp vậy đó. Rồi, đây là xi nhan, có pha, còi, còn đèn của chúng ta là hệ thống mặt đồng hồ là full LED 100% nhé. Với dòng Espero này đang sử dụng khóa chìa cho mình, nó sẽ trang bị hai chìa khóa cho các bạn. Có móc đựng đồ ở đây và hộp đựng đồ học phụ ở đây nhé. Có một cái góc đằng sau nữa. Ở đây thì là sàn để chân khá là rộng rãi với thiết kế cực kỳ dễ thương, và giống như chiếc Vespa thì nó có một thiết kế rất là ôm tròn ở phía đằng sau. Cốp xe khá là vừa phải, có thể đựng được nón bảo hiểm nha các bạn. Mình sang trong. Với dòng xe này thì tưởng chừng như là nó có thể hao xăng, nhưng mà thật ra thì nó cho thấy khá là tiết kiệm xăng nha, tầm khoảng 1,8 thôi, 1,8 lít, 1,8 đến 1,9 lít xăng thì cho quãng đường là 100 km ha. Xe của mình thì nó sẽ cũng vẫn có trang bị tay giác cho các bạn, và hệ thống tay giác là nó ôm sát vào trong xe của mình cực kỳ chắc chắn luôn, và nó cũng tạo ra một cái điểm nhấn trên chiếc xe của mình. Cụm đèn pha cũng ôm sát vào hai bên, đèn hậu, đèn pha, quên, đèn hậu và đèn xi nhan hai bên. Rồi, xe của mình thì khá là nhỏ gọn và tiện dụng cho những cái bạn trẻ di chuyển đi học, thì chúng ta sẽ dễ xử lý các tình huống ở trên đường ha. Và với những cái nơi như là thành phố Hồ Chí Minh á, lượng kẹt xe đông này, hoặc là rất là nhiều con hẻm nhỏ, thì với một chiếc xe nhỏ gọn như thế này thì các bạn có thể thoải mái di chuyển trên mọi cung đường ở thành phố Hồ Chí Minh này luôn. Rồi, về giá cả thì sao? Dòng xe Espero thì nó sẽ có hai giá. Với dòng Espero Diamond này thì nó sẽ mắc hơn một chút xíu so với dòng Classic. Hiện tại bên giá bên cửa hàng trên đang bán chỉ từ 21 củ thôi là các bạn đã có thể sở hữu một Espero Diamond rồi. Và nếu như các bạn muốn mua và làm thủ tục trả góp thì các bạn chỉ cần đưa trước từ 3 triệu đồng là các bạn đã có thể lên hồ sơ rồi ha, và chỉ cần duy nhất là một căn cước công dân. Bên Trang nhận ship xe trên toàn quốc, cũng như là hỗ trợ trả góp và hỗ trợ thanh toán qua thẻ tín dụng cho mọi người luôn, và chuyển đổi thẻ tín dụng cho các bạn luôn ha. Với trong thời gian tháng 10 này là các bạn nào mà muốn mua xe tại cửa hàng xe máy Hà Đặng bên Trang thì đều được tham gia vòng quay may mắn lên đến 5 triệu đồng. Ngoài ra thì bên Trang còn có thể liên hệ trước qua số hotline để nhận tư vấn qua biển số, giấy tờ, giá bao biển số hoặc là giá lăn bánh xe. Và các bạn liên hệ trước lên phía cửa hàng, các bạn sẽ được tặng thêm một phần quà trị giá 500 ngàn đồng nữa nha. Rất là nhiều ưu đãi cho các bạn, và giống như là hiện tại bây giờ Trang thấy là công an giao thông cũng đang rất là siết chặt về cái vấn đề đi xe 50 vào phân khối á. Thì với những cái bạn mà đang là trong độ tuổi học sinh và các bạn đang sử dụng những cái chiếc xe mà 110 hay là 100 phân khối, trên 100 phân khối cc á, thì các bạn nên cân nhắc là hãy đổi qua một cái dòng 50 để nó phù hợp với độ tuổi của mình hơn và an toàn hơn cho các bạn, cũng như là nếu như mà công an có gặp thì các bạn có căn cước công dân, các bạn chứng minh được độ tuổi của mình đã phù hợp để đi xe 50 rồi á, thì các bạn cũng sẽ yên tâm hơn và gia đình cũng sẽ yên tâm hơn rất là nhiều ha. Với dòng xe 50 này của Trang á, thì bên Trang vẫn có bảo hành cho các bạn luôn. Ngoài ra thì phụ tùng của Espero
Pro là bên Trang có đầy đủ cho các bạn để thay thế luôn ha. Các bạn yên tâm là mua những dòng xe 50 không là phải lo về vấn đề này ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu như có bất kỳ vấn đề gì cần thắc mắc, các bạn để lại comment, Trang sẽ trả lời cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.